Bạch Hòa Thượng, con là một giám đốc điều hành cho hãng hàng không. Mỗi ngày con phải mướn người và con đuổi người. Thì làm thế nào để con tu hành mà con đuổi người một cách thương yêu và chiều mến được? Điều này không có gì là khó, bởi vì chúng ta làm việc thì phải lấy cái tâm ngay thật, xử sự với những người nhân viên của mình. Nếu người thực siêng năng, cần mẫn, lo chạy việc thì chúng ta dùng. Ai không siêng năng, cần mẫn thì chúng ta đuổi. Đó là một cái trị phạt cho họ tỉnh, họ cố gắng, họ làm thành người tốt hơn, chứ không phải là cái ác. Bởi vậy trong nhà Phật thờ, trong chùa có thờ ông thiện và ông ác. Ông thiện để tượng trưng rằng người tốt thì phải đem những lời hiền lành khuyên dỗ và tán thưởng họ để họ làm tốt thêm. Còn người xấu như là ma quái thì có ông ác ông kình trị để cho họ bỏ cái hư xấu của họ. Như vậy thì cả hai đều là Bồ Tát hết. Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng có thấy cái sự khó khăn cho người ngoại quốc tu thiền tại Mỹ hay không? Điều này chắc chắn hơi khó rồi, bởi vì người ngoại quốc, nhất là người ở tại đây tu, một là chưa có quen cái nếp sống Tây Phương, Đông Phương, cho nên quý vị bước chân vào thấy nó lạ. Đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai, vì quý vị chưa quen ngồi và bắt ngồi lâu quá cũng chán, mệt lắm. Cái thứ ba là quý vị phải lo, phải nghĩ nhiều, mà ở đây bắt phải bớt lo bớt nghĩ. Thì đó là ba cái khó của người Tây Phương tu thiền theo đạo Phật. Bạch Hòa Thượng, khi nãy Hòa Thượng có giải thích và cũng theo sự dịch của con, nếu con dịch lầm thì xin Hòa Thượng tha lỗi. Thì trong đạo Phật không tin có định mạng mà chỉ có nhân quả và nghiệp. Như vậy tại sao mà những người họ làm tốt thì sẽ được tốt, người làm xấu thì cái quả xấu? Thế sao trong cái World Trade Center, là cái nơi ở New York, hai cái building vừa chọc thì đồ đó, trong đó cũng có người thiện lẫn người ác, tại sao người thiện lại chết? Bởi vì thế này, như khi nãy tôi đã nói, cái nhân quả là một cái lẽ thực của cuộc sống. Nhưng mà cái nhân quả đó nó không phải là cái cố định. Khi mình tạo nhân và khi mình thọ quả, có những cái mà người đó đã tạo trước, ngày nay phải trả, đó là trả quả. Còn những cái mình chưa tạo mà bây giờ phải chịu, đó là mình mới bị người ta gieo nhân. Như vậy thì nhân quả nó đều có đầy đủ. Hơn nữa, những người trước đã tạo nhân xấu, nhân ác, nhưng mà sau này họ lại thức tỉnh, họ chừa bỏ, thì nó cũng bị được tiêu giảm, hoặc là phân nửa, hoặc là hai phần, chứ không phải y nguyên trọn vẹn. Vì vậy mà không phải là định mệnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch Hòa Thượng chứng minh, hôm nay đối trước bàn thờ Tam Bảo, tất cả quý Phật tử hiện diện là những Phật tử hảo tâm hy sinh trong suốt thời gian qua để đóng góp công cũng như của để tạo dựng cơ sở thiền viện Đại Đăng này, để cung thịnh Hòa Thượng về đây để chứng minh, để hướng dẫn cho đồng bào Phật tử ở tại địa phương này cũng như tất cả quý Phật tử ở các nơi xa gần. Thật là một niềm sung sướng lớn lao cho tất cả chúng con tăng ni và toàn thể quý Phật tử. Hôm nay tất cả các anh chị em trong ban sáng lập đã hiện diện đối trước
bàn thờ Tam Bảo và dưới sự chứng minh của thầy và toàn thể chư tăng ni và đồng bào Phật tử. Vậy chúng con xin mạn phép được mời đạo hữu Chánh Hiền Quang, phó hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam, đại diện cho tất cả các anh chị em trong ban sáng lập, để làm lễ xin tác bạch ngưỡng ông thầy chứng minh cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng bậc hòa thượng hậu chủ Hội Thiền học Việt Nam. Đệ tử chúng con có duyên sự xin đồng thành tác bạch. Kính bạch hòa thượng, chúng con có duyên lành được hòa thượng quan lâm đến ngôi thiền viện nhỏ bé này của chúng con vừa mới được xây dựng. Ngài đã mở lượng từ bi xót thương chúng con, không quản ngại đường xá xa xôi, bỏ thì giờ quý báu của Ngài lặn lội muôn phương từ Đông Phương sang Tây Phương để ban bố pháp lành cho chúng con. Chúng con xin đem hết lòng thành dâng cúng lên hòa thượng ngôi bảo điện này, ngưỡng mong hòa thượng từ bi hứa khả cho chúng con, để chúng con được nương theo bóng từ bi của Ngài trên bước đường tu tập. Nam mô Bồ Tát Thường Quang Hỷ. Được, tôi rất quan hỷ nhận trách nhiệm quý đạo hữu ở dân cúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên hòa thượng đã từ bi hứa khả cho chúng con rồi, chúng con rất vui mừng, xin kính đầu đảnh lễ tri ân hòa thượng ba lại. Quý Phật tử ngồi, để tôi giới thiệu những vị mà tôi chỉ định sau này để tiếp nối duy trì ngôi thiền viện này. Người đứng đầu trong đoàn là Thích Tuệ Giác, tôi mời về đây để giữ trách nhiệm trụ trì duy trì cái ngôi thiền viện này. Người thứ hai là Tuệ Tĩnh, tức là cái người cùng ở Trúc Lâm Tuệ Giác ngót 10 năm rồi, nay tôi cũng cho về đây lãnh một phần trách nhiệm. Kế đó là Thông Giải, mấy tháng rồi đã phải bất xả chung lo với quý Phật tử, thì tôi cũng mời về đây để cùng chịu trách nhiệm trong cái ngôi thiền viện này. Thì như vậy, những người tôi đã cho về đây để gánh vác Phật sự, thì đương nhiên là quý Phật tử muốn cho quý vị đó thấy cái tâm tình tha thiết của mình, thì quý vị theo cái lễ gọi là lễ thỉnh sư đó, đứng lên thỉnh quý vị làm cái trách nhiệm, thì từ đây về sau mình mới đầy đủ pháp lý để làm Phật sự, và chung quanh Phật tử họ cũng thông cảm, hiểu rõ hết, không có cái gì ngờ vực hay là không có cái gì để mà làm cho sơ sót cái ý nghĩa của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng bạch hòa thượng hậu chủ Hội Thiền học Việt Nam. Kính thưa quý thầy, đệ tử chúng con tuân thủ ý chỉ của hòa thượng hậu chủ, chúng con xin được đại diện toàn thể Phật tử nhất tâm cầu thành thánh lễ cung thỉnh thầy Tuệ Giác đảm nhận cho chúng con chức vụ trụ trì thiền viện Đại Tăng, kiêm quyền hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam. Thầy Thích Tuệ Tĩnh đảm nhận cho chúng con chức vụ phó hội, con xin lỗi, cho chúng con chức vụ phó trụ trì kiêm thủ bổn thiền viện Đại Tăng Hội Thiền học Việt Nam. Thầy Thích Thông Giải đảm nhận với chúng con chức vụ thư ký kiêm tri sự thiền viện Đại Tăng Hội Thiền học Việt Nam. Ngưỡng cầu hòa thượng chư tôn đức từ bi giúp đỡ để toàn thể Phật tử chúng con có chỗ nương về,
và nhờ ân đức của quý ngài, ngôi thiền viện Đại Đăng này mỗi ngày một thêm sáng tỏ để tấm gốc vào sự phát triển của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin đại diện cho toàn thể các anh chị em trong ban chức sự vừa mới được bàn giao lại cho từ Phật tử phụ trách sang đến chư tăng để phụ trách, cung thỉnh quý thầy ra trước để đảnh lễ hòa thượng, chứng minh và đồng thời để làm lễ phát nguyện dưới sự chứng minh của hòa thượng và đại tăng cùng toàn thể quý Phật tử. Xin cung thỉnh quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng tôn sư, kính yêu, kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng sự hiện diện của toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính bạch hòa thượng, chúng con tuệ giác, tuệ tỉnh và thông giải hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin các bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng tôn sư, kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện có mặt. Hôm nay thật là một duyên lành đạo pháp ít có khó được. Một thiền viện Đại Đăng, một ngôi thiền viện tăng đầu tiên của thiền học Phật giáo Việt Nam đã được khai sinh trên đất Mỹ. Đây là một duyên lành đặc biệt, một bước mặt quan trọng trong lịch sử truyền thiền của Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Ngôi thiền viện được ra đời bằng những tấm lòng nhiệt tâm vì đạo, tha thiết vì sự tu học của tất cả các Phật tử hải ngoại và đại diện là hội sáng lập thiền viện. Cho nên hôm nay ngôi thiền viện được hình thành trong một không khí trang nghiêm đẹp đẽ. Và hôm nay quý Phật tử đã thành tâm dâng lên hòa thượng tôn sư ngôi thiền viện này, mong hòa thượng chứng minh, hứa nhận và phân công người để chịu trách nhiệm hướng dẫn sự tu hành của các Phật tử ở hải ngoại này. Bên cạnh đó, chúng con cũng được diễm phúc được hòa thượng tôn sư tin tưởng và giao cho một trọng trách mà chúng con thấy đó là một trọng trách rất là nặng nề, mà bổn phận của chúng con phải có trách nhiệm bảo trì, gìn giữ và phát triển cho lớn mạnh thêm lên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng tôn sư, kính thưa quý thầy, quý sư cô, ban sáng lập thiền học và toàn thể Phật tử, hôm nay trước sự trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng thiền viện Đại Đăng, chúng con tuệ giác, tuệ tỉnh và thông giải xin thành tâm phát nguyện trước tôn sư, quý thầy cô cùng chư Phật tử, là chúng con nguyện sẽ làm thành hoàn thành trách nhiệm của một người đã được tôn sư tin tưởng giao phó và sự tin cậy của quý Phật tử để hướng dẫn cho chư tăng và Phật tử tu học đúng theo chánh pháp của Phật, đúng theo đường lối của Thiền Tông Phật giáo Việt Nam mà tôn sư đã dày công khôi phục và gầy dựng lại. Và trong lịch sử, trong bước đường vần quá, thế nào cũng gặp những khó khăn, nghịch cảnh, những gian lao thử thách. Chúng con xin phát nguyện rằng
dù bất cứ những khó khăn, những nghịch cảnh hay là những gian lao thử thách gì, chúng con cũng nguyện tinh tấn vươn lên, vượt qua tất cả mọi trở ngại để hoàn thành trách nhiệm mà tôn sư đã giao phó và Phật tử đã tin cậy. Điều thứ ba là chúng con xin phát nguyện luôn luôn giữ nếp sống thiền môn cho được trong sạch, lúc nào cũng gìn giữ quy củ cho được thanh tịnh và hoàn hảo, để xứng đáng là những người có trách nhiệm tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự mà tôn sư đã đặt để cho chúng con. Cuối cùng, chúng con xin cầu nguyện ơn trên mười phương tam bảo, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long Thiên Hộ Thần, Hộ Pháp, và uy đức của Hòa Thượng Tôn Sư từ bi gia hộ chúng con có đầy đủ hồn tâm và nghị lực để làm tròn sứ mạng của một người lãnh một trọng trách, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha cho được viên mãn. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và cuối cùng, chúng con xin cầu trên Hòa Thượng Tôn Sư ban cho chúng con những lời dạy cần thiết để chúng con lấy đó làm hành trang và kim chỉ nam để thực hành cho đúng với đạo pháp. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua lời phát nguyện của chư Tăng ở đây, tôi có ít lời nhắc nhở những vị có trách nhiệm nhận lãnh hiện tại, và cũng nhắc nhở tất cả những vị có trách nhiệm gầy dựng từ buổi đầu cùng tất cả Phật tử có mặt hôm nay. Một Phật sự nào mà thành hình từ con số không trở thành có đều là cái công cực khổ, nhất là công cực khổ của người đi đầu. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nghi ngờ đều trút lên đầu mình, lãnh gánh hết những cái khó khăn đó để rồi làm thành tựu một ngôi thiền viện, thì cái điều đó là cái điều nhọc nhằn, khó khăn và buồn tủi nhất. Nhưng giai đoạn đầu, quý Phật tử đã nhiệt tình quên những cái gì khó và không bị những cái thử thách làm trở ngại đi tới cái đích mình nhắm là đến ngày hôm nay. Được ngày hôm nay là do bao nhiêu công phu, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại của người đi trước. Giờ đây, quý Phật tử hoàn toàn tin tưởng ở Thầy, tin tưởng ở chúng Tăng, cho nên trao cái trách nhiệm đó qua Thầy, qua chúng Tăng. Không phải trao là hết, trao có nghĩa là nhờ quý Thầy gánh vác phụ những cái phần quan trọng, còn Phật tử thầm lặng, lo lắng, giúp đỡ để cho quý Thầy thành tựu cái công tác lâu dài. Đó là một trách nhiệm chung cả Tăng lẫn Phật tử, chứ không phải như thế thường nó là giao cái nhà là hết bổn phận, cái nhà đó người thứ hai làm sao làm nên hư mặt. Ở đây chúng ta không phải vậy, giao là giao trách nhiệm, nhưng mà cái tinh thần lo lắng giúp đỡ của người Phật tử không bao giờ thiếu. Đó là cái điều mà tôi nghĩ Tăng Ni Phật tử chúng ta đều có, đều hiểu và đều thông cảm. Đó là tôi nghĩ tới cái bước mà của quý Phật tử chuyển. Giờ đến cái phần thứ hai là phần của chư Tăng lãnh. Chư Tăng lãnh một trách nhiệm rất là nặng. Ở đây nặng không phải nặng về tiền bạc,
không phải nặng về vật chất, mà nặng về cái phần giáo hóa. Có thiền viện không phải để chúng ta làm cho đẹp, để chúng ta khoe với mọi người. Có thiền viện là để chúng ta tu và dìu dắt hướng dẫn người tu. Mình tu được, mình tu kết quả thì dạy người khác tu mới được, mới kết quả. Nếu mình tu không ra gì thì không thể dạy ai được. Cho nên bước đầu chư tăng lãnh trách nhiệm này thì tôi đặt nặng sự tu hành của mình là cái nền tảng, là cái gốc. Nếu sự tu hành mà sơ sót, thiếu thốn thì cái công của mình hay là cái công của Phật tử trao cho mình nó sẽ không được tròn. Vì vậy mà mấy chú phải tha thiết, tận tình tu hành cho xứng đáng, dù cho hoàn cảnh có thuận có nghịch, trên bước đường tu của mình cũng vẫn thầm lặng tiến lên, không bao giờ có một tí nào gọi là lui sụp hết. Thì đó là cái điều thứ nhất tôi mong ở mấy chú. Điều thứ hai là tất cả chúng ta tu là một cái phần chánh yếu, nhưng mà tu rồi thì phải truyền bá, phải chỉ lại cho tăng, chư tăng sau này, cho Phật tử chung quanh. Vì vậy cho nên đối với chư tăng mà phát tâm đến tu học với mình, mấy chú phải tận tâm tận lực để giúp cho chư tăng hiểu được đạo và sống được với đạo, để làm sao cho cái ngôi thiền viện này từ 1, 2, 3 người sau sẽ thành 70, 80 người. Như vậy là cái chỗ quy tụ của một số chư tăng về đây cùng tu cùng học xứng đáng, chứ không phải hiện giờ có mặt trao cho 3 người, rồi mai kia thì cũng còn 3 người, 10 năm, 20 năm cũng 3 người, thì cái đó là cái tôi không chịu, vì trái với cái tinh thần lợi tha. Cho nên chúng ta tu để làm mẫu mực, tu để làm một chỗ tựa cho những ai ham tu, ham học, đều thèm khát, đều mong mỏi đến với chúng ta, thì đó là cái phần thứ hai hết sức là quan trọng. Tôi nhắc mấy chú cố gắng. Đến phần thứ ba, chúng ta tu để mà hướng dẫn huynh đệ cùng tu, nhưng người Phật tử đã đóng góp công của giúp đỡ chúng ta có phương tiện, có chùa hay có thiền viện, có cơm ăn áo mặc, thì không thể nào chúng ta quên được. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mình là cái người thọ ân của tất cả thí chủ, mà ân thí chủ gieo duyên với mình để mình phải đền đáp bằng cách là hướng dẫn, chỉ dạy cho Phật tử cùng tu. Làm sao mỗi người Phật tử tới thiền viện đều có một nét vui tươi, thấy rằng mình được một ngôi thiền viện, chư tăng xứng đáng, biết tu và dạy người tu, biết thuyết pháp để dạy mọi người hiểu được pháp, chứ không phải tới đây rồi cứ bắt ngồi hoài không nói gì hết, hoặc là tới đây rồi có việc gì cần thì sai, hết việc thì thôi, không có quan trọng gì thì không được. Chúng ta phải làm sao, xử sự khéo léo thế nào cho người Phật tử đến vui vẻ cùng tu cùng học với chúng ta. Bởi vì cái nguyện độ sinh nó không phải trong một phạm vi chư tăng là đủ, mà còn phải độ tất cả Phật tử. Vì vậy mà bổn phận chư tăng vừa dạy huynh đệ mình, hướng dẫn huynh đệ mình tu, mà vừa dạy vừa hướng dẫn Phật tử cùng tu với mình. Làm sao mà ngôi thiền viện này ngày nay là 100 Phật tử tới lui, thì 3 năm sau ít ra cũng 1000, chứ không phải bây giờ 100 rồi ít năm tuổi qua còn có 7, 8 người, thì đó là không được. Đó là trái với cái gì tôi mong muốn.
Bởi vậy, cái trách nhiệm hoằng quá, nó không phải nằm ở một chỗ, mà nó phải là tiếng càng ngày càng rộng, càng ngày càng nhiều. Thí dụ, mấy chú thấy, từ một thiền viện chân không đơn độc 10 vị tăng, mà ngày nay được mấy thiền viện, mấy chú thấy cả mấy trăm tăng. Thì như vậy, đó là cái chủ trương của tôi, không phải mình có trách nhiệm lãnh chùa hay là trách nhiệm các thiền viện rồi để ì đó mà không có cái công giáo hóa. Vì vậy nên hai phần mà tôi nhắc đó là phần đối với tăng cũng phải càng ngày càng phát triển, phần đối cư sĩ cũng phải càng ngày càng phát triển. Nhưng mà muốn cho Phật tử tu nhiều thì tự nhiên chúng ta phải có hai mặt. Một mặt là trí tuệ và đức hạnh của mình nó đầy đủ để hướng dẫn Phật tử. Mặt thứ hai là phải thông cảm, hiểu biết người Phật tử vì gia duyên nhiều khi rắc rối, bực bội, đến với chùa, đến với thiền viện, mình tìm đủ cách để giải cho người ta bớt buồn, bớt khổ để mà cùng tu, chứ không phải chỉ nói pháp rồi mặc người ta buồn, người ta khóc kệ người ta, mình không biết tới. Mình phải quán xuyến, hiểu rõ để mà hướng dẫn Phật tử càng ngày đến với đạo càng vui, càng tu, càng thấy nếm được mùi giải thoát, thì như vậy mới tròn bổn phận của mình. Như vậy thì mấy điều tôi nhắc mấy chú phải nhớ cho thật kỹ, để rồi ngày nào tôi đến thăm thì phải đúng như vậy tôi mới vui, ngược lại là tôi không vui. Đó là lời nhắc nhở của chư tăng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên tôn sư, vừa qua hòa thượng tôn sư đã ân cần chỉ dạy cho những điều hết sức là quý báu. Chúng con nguyện y giáo thực hành, và chúng con sẽ không bao giờ quên cái thời điểm, cái sự kiện này. Một vị đạo sư già nua từ phương xa xôi đã đích thân không nể khó nhọc, ngồi lâu trên đường đi để đích thân đưa chúng con sang đây và giao cho một trách nhiệm lớn. Chúng con sẽ không bao giờ quên cái sự kiện quan trọng này, mà chúng con hứa sẽ làm tròn những gì mà trên hòa thượng đã giao phó và chỉ dạy, để xứng đáng là một môn đồ mà sư ông đã dày công giáo dưỡng đào tạo, và xứng đáng với lòng tin của người Phật tử, và nguyện đem hết tâm lực và cái khả năng của mình để thắp sáng trong ngọn đại tăng này luôn luôn tỏa chiếu khắp muôn nơi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin trân trọng kính mời đạo hữu Trần Ngọc Lạc, pháp danh Quảng Khoái, đại diện cho tất cả các anh chị em trong ban sáng lập, tuyên đọc biên bản chuyển giao thiền viện Đại Đăng đến cho chư tăng. Xin trân trọng kính mời đạo hữu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng chứng minh, kính thưa quý thầy, quý cô và kính thưa quý Phật tử. Tôi xin trân trọng đọc lại cái biên bản chúng tôi đã ghi lại buổi họp ngày hôm nay để ký. Biên bản lễ chuyển giao Thiền viện Đại Đăng, địa điểm tại Chánh điện Thiền viện Đại Đăng, 6326 Camino del Rey, Bonson, California 92003. Thời gian từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2001. Hiện diện chư tăng ni, hòa thượng Thích Thanh Từ, hội chủ Hội Thiền học Việt Nam, viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam, thầy Thích Tuệ Giác, thầy Thích Tuệ Tĩnh, thầy Thích Thông Hải và chư tăng ni, thầy Thích Thông Giải
con xin lỗi. Con xin đọc lại là hiện diện gồm Thầy Thích Tuệ Giác, Thầy Thích Tuệ Tĩnh, Thầy Thích Thông Giải và chư tăng ni ở nhiều nơi về tham dự. Thứ hai, phần cư sĩ thì gồm có đạo hữu Chánh Hiền Quang Sunny Võ, Phó Hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam, đạo hữu Quảng Khoái Lạc Ngọc Trần, Thư ký Hội Thiền học Việt Nam, đạo hữu Trân Bảo Kim Nistrum, Thủ quỹ Hội Thiền học Việt Nam, và tất cả các Phật tử thuộc Thiền viện Đại Đăng và các nơi khác về tham dự. Chương trình gồm có 2 giờ ban vận động cung thỉnh Hòa Thượng Hội Chủ Quang Lâm Chánh Điện, Hòa Thượng Niệm Hương, Phó Hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam, Thác Bạch, Hòa Thượng Hứa Khả và giới thiệu thành phần chư Tăng phát nguyện, bàn giao sổ sách giấy tờ, ký biên bản, ban vận động, tuyên bố hoàn mãn và giải nhiệm, Hòa Thượng Ban Đạo Tử, hồi hướng bế mạc và chụp hình lưu niệm. Phần nghi thức mở đầu lễ chuyển giao là phần niệm hương của Hòa Thượng Chứng Minh và Phó Hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam kiêm trưởng ban vận động xây dựng Thiền viện Đại Đăng làm lễ tác bạch. Phần chuyển giao các chức vụ điều hành. Thầy Thích Tuệ Giác đảm nhận chức vụ trụ trì Thiền viện Đại Đăng kiêm quyền Hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam thay thế đạo hữu Chánh Hiền Quang Sunny Võ, Phó Hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam. Thầy Thích Tuệ Tĩnh đảm nhận chức vụ Phó trụ trì kiêm thủ bổn Thiền viện Đại Đăng Hội Thiền học Việt Nam thay thế đạo hữu Chân Bảo Kim Hát Nitrum, thủ quỹ Hội Thiền học Việt Nam. Thầy Thích Thông Giải đảm nhận chức vụ thư ký kiêm chi sự Thiền viện Đại Đăng Hội Thiền học Việt Nam thay thế đạo hữu Quảng Khoái Lạc Ngọc Trần, thư ký Hội Thiền học Việt Nam. Thứ hai, bàn giao về phần hành chính gồm có bàn giao hồ sơ giấy tờ cho phép thành lập Hội Thiền học Việt Nam, hồ sơ giấy tờ bất động sản, động sản, hồ sơ hội viên và sổ sách kế toán ban hộ trì Tâm Bảo, bàn giao sổ sách kế toán tài chánh gồm có a. hồ sơ kế toán các khoản nợ ngân hàng và tư nhân, hồ sơ kế toán các khoản chi thu, c. hiện kim và các chương mục ngân hàng. Phần kết thúc, kết thúc lễ chuyển giao là đôi bên tân cựu đã đồng ý ký tên biên bản. Trưởng ban vận động xây dựng Thiền viện Đại Đăng cùng toàn ban điều hành cũ tuyên bố hoàn mãn và xin giải nhiệm và xin cung kính chuyển giao quyền điều hành Hội Thiền học Việt Nam cùng Thiền viện Đại Đăng cho chư tăng trong ban điều hành mới. Lễ bàn giao đã được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hội chủ Hội Thiền học Việt Nam, Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam, hồi hướng bế mạc và chủ. Và chụp hình lưu niệm, ký tên, Thầy Thích Tuệ Giác, chủ trì Thiền viện Đại Đăng, kiêm quyền Hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam, Thầy Thích Tuệ Tĩnh, phó chủ trì, kiêm thủ bổn Thiền viện Đại Đăng, Hội Thiền học Việt Nam, đạo hữu Chánh Hiền Quang, Sunny Võ, phó hội trưởng Hội Thiền học Việt Nam, Chân Bảo, Kim Hát, Nitrum, thủ quỹ Hội Thiền học Việt Nam. Chứng minh sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hội chủ Hội Thiền học Việt Nam, Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt tại Việt Nam, làm tại Thiền viện Đại Đăng 6326 Camino del Rey Bonso, ngày 16 tháng 9 năm 2001, Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc, thư ký, đồng ký tên. Dạ, chúng con xin đọc hết biên bản. Chúng tôi mời đạo hữu Sony Chánh Hiền Quang bước lên để đại diện cho tất cả các anh chị em trong ban sáng lập vừa mới ký biên bản trao thiền viện và sổ sách tất cả giấy tờ hợp pháp đến cho chư tăng đảm nhiệm.
Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời đạo hữu lên máy ghi âm để có vài lời tuyên bố quan mãn và giải nhiệm tất cả những nhiệm vụ trách nhiệm từ bấy lâu nay mà các anh chị em đã gánh vác thay thế trong sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Hôm nay quý vị đã được hoàn mãn giai đại quan hỷ. Xin trân trọng kính mời đạo hữu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch quý thầy trụ trì, kính bạch quý thầy, quý cô và cùng toàn thể Phật tử. Trước hết là con xin chân thành cảm ơn sư cô Huệ Thường và các sư cô Trọng Ngọc Chiếu đã giúp con đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Cũng kính xin cảm ơn tất cả quý Phật tử ở Santana, ở Senegal đã cộng tác với chúng tôi trong thời gian 10 tháng. Và như chúng ta biết là nhiệm vụ của chúng ta là làm một chiếc bè để đưa Hội Thiền học Việt Nam vượt được Thái Bình Dương cắm rễ và phát triển ở Hoa Kỳ. Một khi thiền khách đã cập bến thì chiếc bè trở thành vô nghĩa. Cho nên kể từ bữa hôm nay, với tư cách một người trưởng ban vận động xây dựng Thiền viện Đại Đăng, tôi xin tuyên bố giải nhiệm cá nhân tôi cũng như trong ban. Và một lần nữa xin cảm ơn Hòa Thượng đã cho con một cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần vào xây dựng đạo pháp và thiền học. Con cũng cảm ơn quý thầy đã vui lòng nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển Đại Đăng, và chúng con sẽ nguyện noi gương Hòa Thượng và nếp bóng quý thầy để học hỏi quý thầy trên đó bước đường tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau phần đạo hữu Chánh Hiền Quang Sony Sơn đã đại diện cho tất cả các anh chị em trong ban vận động sáng lập đã tuyên bố giải nhiệm ban vận động sáng lập. Vậy để trước khi hồi hướng, chúng con xin đại diện toàn thể chư tăng ni và đồng bào Phật tử kính cung thỉnh Hòa Thượng thương xót hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia của chúng con để có vài lời đạo từ chỉ dạy cho chúng con. Chư tăng, chư ni cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện để đóng góp cùng nhau ngồi lại để xây dựng ngọn hải đăng này cho mọi người được hướng về tu học. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng thương xót chúng con ban vài lời đạo từ. Kính thưa tất cả tăng ni, quý Phật tử, qua cái buổi lễ này tôi có cái cảm nghĩ tất cả chúng ta, người xuất gia, người tại gia, hai phái hợp tác chung lo một Phật sự. Một Phật sự này tôi không dám nói nó là rất lớn hay là trọng đại, mà tôi chỉ nói rằng đây là một Phật sự chung. Tất cả những cái Phật sự theo sau, nếu được rộng lớn hoặc chỉ hạn hẹp, thì nó đều phát nguồn từ cái Phật sự này. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng tất cả chư tăng lãnh trách nhiệm, cũng như tất cả quý Phật tử đã giao trách nhiệm, đó là hình thức, chứ còn thực sự chúng ta không bao giờ tách rời nhau được. Bởi vì hồi xưa Đức Phật được ông Cấp Cô Độc thỉnh Phật về cúng dường ngôi Tinh Xá. Như vậy thì khi cúng dường rồi thì ông là đại thí chủ trong ngôi Tinh Xá đó, chứ không phải cúng dường cái ngôi Tinh Xá rồi mặc Phật làm gì làm đó. Thì như vậy để thấy rằng cái người Phật tử chân chính bao giờ cũng không muốn mình làm cái gì để có một cái quyền, có một cái lợi riêng cho mình, mà làm chỉ hồi xưa thì chỉ vì Phật, vì chúng tăng, thì ngày nay quý Phật tử làm chỉ vì Phật, vì quý thầy, chứ không có làm vì mình. Mà chính cái đó là cái công đức lớn, đó là cái tinh thần
hộ pháp của người Phật tử. Như vậy thì ở tại đại đăng này, lần đầu, có thể lần đầu của các thiền viện được sự trao lại từ những người Phật tử. Bởi vì các thiền viện bên kia tôi cất mà Phật tử chỉ chung lo thôi, chứ tôi không có trao cho ai hết. Còn ở đây quý Phật tử cất rồi trao lại cho quý thầy, thì như vậy là một trách nhiệm rất là đẹp, rất là cao thượng, để cho những người cùng ở xứ này thấy được cái tinh thần đó mà noi theo, thì có lợi cho đạo biết chừng nào. Chúng ta muốn làm một việc gì thì cũng đều là trong cái tinh thần hiểu Phật pháp, trong tinh thần muốn tu để được giải thoát sinh tử, chứ không phải vì cái gì khác. Vì vậy mà hiểu Phật pháp cho nên quý Phật tử mới hy sinh, mới làm những việc khó làm này. Tại vì muốn được giải thoát sinh tử, cho nên sự hy sinh đó chỉ là công đức đầu, chứ không phải công đức cuối. Muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải đều đặn, phải luôn luôn tinh tấn tu hành. Mà muốn được tinh tấn tu hành, dĩ nhiên phải nhờ chư Tăng nhắc nhở, thúc đẩy. Vì vậy mà sau khi nhận trách nhiệm của thiền viện này rồi, thì chư Tăng có bổn phận lúc nào cũng nhắc nhở Phật tử tu, lúc nào cũng khuyến khích tiến lên, chứ không để một ai trì trệ, ai lui sụp. Còn Phật tử cũng nghĩ rằng đã làm được một cái công đức đầu thì những bước sau càng phải tiến nữa. Tiến đến bao giờ? Khi chúng ta già trăm tuổi, công đức mới được viên mãn. Thì như vậy thì trên đường tu nó không có một chút gì trở ngại. Tăng làm trách nhiệm tăng, Phật tử làm trách nhiệm Phật tử, cùng chung lo gánh vác với nhau. Người nào có khả năng gì, có phương tiện gì thì giúp đỡ cho thiền viện, để thiền viện mau tiến, tiến nhanh. Còn nếu ai có cái khả năng gì che chở được, hay là bảo bọc được, không để cho những cái duyên ngoài nó làm khó khăn, trở ngại, thì cũng phải tận tình mà che chở, chứ không có nói rằng ngày nay tôi hết trách nhiệm nên hư tại quý thầy thì không nên. Chúng ta phải sẵn sàng bảo bọc che chở nhau, để làm sao cho cái công tác này là cái công tác thực sự bền vững, lâu dài, xứng đáng là một cái công tác lợi ích cho đạo, lợi ích cho đời. Đó là cái điều tôi nghĩ tất cả quý vị phải có một cái nhìn, phải có một cái tâm phù hợp, hay là chung lo với nhau trên bước đường truyền bá chánh pháp. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng một việc gì mình làm tới đó là xong đâu. Bởi vì trên đường tu Phật dạy không bao giờ chúng ta dám tự mãn. Khi nào thành Phật mới dám tự mãn, chứ còn nửa chừng hay là những bước đầu mới thập khển đi mà tự mãn thì đó là cái lỗi mà làm cho chúng ta phải ngăn trở hay là chướng ngại trên đường tu. Như vậy thì mong rằng tất cả chư Tăng, tất cả Phật tử, những người có mặt hiện nay và những người sẽ tiếp tục sau này để chung lo, đều thấy rõ cái tinh thần đó, để được chúng ta mỗi ngày mỗi làm cho Phật pháp được sáng tỏ hơn, những nơi chưa có khiến cho mở mang được có, những nơi đã thành hình thì làm cho càng ngày càng tăng trưởng, càng đẹp đẽ hơn. Như vậy thì đó là cái trách nhiệm chung cả tăng và cả Phật tử. Gần nhất như tôi đã tuyên bố hôm qua, ở đây là một thiền viện tăng, khẳng định vậy. Thiền viện tăng tôi muốn nói để cho quý Phật tử và chư Tăng thấy từ đây về sau sắp đặt dễ.
một thiền viện tăng, thì ni chúng ở các nơi nếu tới thăm viếng ban ngày thì được, nhưng ban đêm thì phải rút lui, chứ không có quyền ở lại, tôi khắt khe lắm. Cũng như vậy, Phật tử nữ tới tập tu ngày thứ bảy chủ nhật thì ban ngày được ở, ban đêm cũng rút lui. Đó. Như vậy thở ưu tiên bên tăng một chút, bên tăng được ở và bên nam thì được ở. Đó là nói cho quý vị đó, bởi vì cái gì chúng ta lập ban đầu mà không nghiêm chỉnh thì sau này nó sẽ có những cái lôi thôi, cho nên tôi phải khắt khe như vậy. Khắt khe không phải vì lợi ích riêng cho ai, mà đó là bảo vệ chánh pháp. Như vậy thì từ đây về sau, chư tăng ở đây có trách nhiệm mỗi thứ bảy chủ nhật là giảng dạy cho Phật tử, tập cho Phật tử tu. Phật tử được hai ngày đó là cái ngày đến thiền viện để tập tu, chứ không phải dành cho ai khác, mà chính là những người Phật tử đã có công và những người Phật tử sẽ có công đều tới đây tập tu hết. Như khi nãy tôi nói, năm này trên 100 Phật tử góp sức thì năm 3 năm sau là 1000, chứ không có dừng ở 100. Đó là cái ý mà tôi muốn nêu lên. Kế đó nữa, như hôm qua tôi đã nói, tôi là cái kẻ sợ nợ nhất. Tôi bao giờ nghe nói tới nợ là tôi ngán rồi. Mà nợ tiền ở bên này nghe nó ít, nhưng mà nhìn lại tiền Việt Nam thì ngọt quá. Ở Việt Nam mà nghe nói 10.000 đô là sợ lắm rồi, không biết moi đâu mà cho ra, hơn nữa cả trăm. Do đó nên tôi rất là ngại, rất là sợ. Vì vậy mà tôi mới bảo rằng chư tăng ở đây, kể từ ngày nay trở về sau thì phải làm hai việc. Một là cuộc sống cần kiệm tối đa chứ không được phung phí. Hai là tất cả những cái gì ai đóng góp vào đây thì phải dành dụm để trả nợ, chứ đừng ý ta có cho tiền cái muốn làm cái này muốn làm cái kia, chừng nào làm xong hết thì chừng đó mới nói làm cái gì thì làm, nợ hết rồi thì muốn làm cái gì mới làm được. Còn nợ mà bài làm này làm kia, tôi hay tôi sẽ rầy. Phải hết nợ mới được làm, trừ phi muốn làm cái gì mà Phật tử tự phát nguyện bỏ tiền túi ra làm thì được. Đó. Tôi giao rất rõ để cho quý vị thấy rằng mai kia có cái gì sai chạy thì quý Phật tử nhắc, chứ đừng để, bởi vì nhiều khi còn trẻ thì ngày nay thấy như vậy thì biết là mình còn thiếu nợ, nhưng mà ai nói làm cái này được đẹp, làm cái này được hay gì cái là hứng muốn làm thì không được. Nghe chừng nào hết tiền, hết nợ thì chừng đó mới có thể làm cái gì thì làm, còn nợ thì không được làm cái gì hết. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba nữa, thì chư tăng ở đây sống phải theo nếp như là ở Trúc Lâm, không có ai có quyền giữ tiền riêng, có nhiêu thì chung lại là của chung hết, ai chịu thì ở, không chịu thì thôi. Nói như vậy có nghĩa là quý thầy lớn tuổi muốn vào đây tu thì có chút ít gì thì đem hùng lại để cho quý thầy ở đây ta điều hành, ta gìn giữ và tập sống một nếp. Chứ rồi mỗi vị có tiền muốn mua cái gì mua, muốn ăn cái gì thì ăn, thì chúng nó sẽ không còn công bằng, gọi là mất cái hòa hợp tăng. Vì vậy mà phải ăn chung, sống chung, nghèo thì cùng nghèo, mà dư giả thì cùng dư giả, chứ không được cái riêng đó. Các nơi tôi thấy có cái tệ đó, bởi vì ai cũng có tiền túi, cho nên ưng cái lái xe chạy ù ù đi xài, đó, không kể gì hết. Rồi những người không có tiền túi thì sao? Thì tự nhiên thấy có sự sai biệt, cho nên nay cấm tuyệt, ai đến đây ở
thì có bao nhiêu thì giao lại cho thủ bổn giữ, rồi chừng nào có cái nhu cầu bệnh hoạn hay gì đó thì thủ bổn xuất ra, chứ không được giữ riêng, tự ý xài riêng. Còn ai không có thì thủ bổn có trách nhiệm phải lo cho những người đó, khi bệnh hoạn gì đó mình sẵn sàng lo, chứ không có nói không có tiền rồi bỏ mặc cho sao đó, không được. Chúng ta phải công bằng với tất cả trường hợp, có tiền không có tiền cũng công bằng như nhau, nhu cầu cần thì cứ làm, cứ giúp, chứ không phải đợi có tiền mới giúp. Đó là những cái điều thiết yếu để sau này mấy chú sống ở đây nó không có bị trở ngại. Kế nữa, tức là điều thứ ba này là thời gian này tôi có cử chú thường tính làm cố vấn đối ngoại, nghĩa là có những cái chùa, những cái hội gì mời thì thường tính đại diện đi thôi, chứ chư tăng trong này không đi. Tại sao? Bởi vì chư tăng ở đây cần có thời gian tu, cần có thời gian đào luyện cho mình, cho huynh đệ mình. Cho nên nếu đi đây đi kia nhiều thì sẽ mất cái thời gian quý mà mình làm không được cái gì. Cho nên ở đây cái thiết yếu là phải gìn giữ nề nếp cho chư tăng tu đàng hoàng. 10 người thì cũng phải dạy, 5 người cũng phải dạy, chứ không phải là để đông mới dạy. Nhưng ở đây phải có những cái buổi học đàng hoàng cho chư tăng, mỗi tuần có bao nhiêu buổi để chư tăng học, mỗi tuần có bao nhiêu buổi để nói chuyện với Phật tử hay là hướng dẫn Phật tử tu, nghĩa là phải đều đều như vậy, chứ không có khi có khi không. Vì vậy mà những người có trách nhiệm phải thường ở tại thiền viện để làm cái bổn phận của mình. Nếu đi vắng 5-3 ngày thì cái bổn phận đó nó bị sai, bị hụt đi. Vì vậy mà quý vị nhớ làm cho tròn cái trách nhiệm đó. Còn kế nữa thì tất cả chư tăng ở đây nếu mà cần học thì chỉ thầm học tiếng Anh ở tại chỗ thôi, chứ không nên đi tới trường. Bởi vì mình học cho có, sau này mà được có cái duyên nhập tịch ở đây thì biết chút ít nói thi đừng rớt thôi. Chứ không biết cái gì thì không được, bởi vì cần phải có cái đó. Cho nên là tôi cho học mà học tại đây, chứ không được đi nơi này nơi nọ, để cho cái thời gian tu học của mình nó không bị thiệt thòi. Và không có như các người khác cứ chạy đầu này đầu kia, mất cái thời gian quý báu của mình. Đó là những điều tôi nhắc nhở trước hết là chư tăng, đồng thời tất cả quý Phật tử có mặt cũng biết, để sau này cái gì mà quý vị làm sai, không đúng như cái lời tôi nhắc, thì quý Phật tử cũng nhắc lại để cho quý vị đừng có quên. Đó là cái lời tôi nhắc nhở hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm qua con được nghe là hôm nay thầy cũng sẽ tuyên bố là quý thầy làm việc trong ban chức sự trong thời gian này 3 năm sẽ cấm túc. Thành ra con biết thầy có cái phần đó có ấy không, con xin sám hối, con nhắc lại. Cấm túc nghĩa là tôi nó không được đi đâu đó, chứ không phải cấm túc như ăn cư. Nghĩa là ở làm bổn phận nó tại chỗ. Còn lại nếu mà nói nhắc thêm mà tôi có cái nhắc nữa, quý vị nghe chắc cũng hơi buồn một chút. Tôi nhắc rằng chư tăng còn trẻ mà xuất gia với tôi thì từ đây về sau muốn ở đây hoặc không muốn ở đây thì tôi giao điều kiện. Nếu ở đây thì trở về thiền viện học với chư tăng ở đây. Còn nếu không muốn ở đây thì chỉ có ba. Một là những người đó đang học dở dang thì cho học ở chỗ nào cũng được. Hai là người đó bị những cái chứng bệnh
mà không có thể ở trong chúng được. Ba là những người đó là 70 tuổi trở lên thì được ở ngoài, còn dưới cái số đó mà ở ngoài không chịu về chung ở với thiền viện thì tôi xin tuyên bố không phải là đồ đệ của tôi. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì như vậy tôi đã bị mang tiếng nhiều trong mấy năm nay, có đệ tử mà không biết dạy. Bởi vì tôi có phương tiện gì mà dạy? Cứ xuất gia rồi về bên nay rồi thôi làm sao làm, tôi không có phương tiện. Ngày nay Phật tử đã tạo được cái cơ hội tốt, có chỗ nơi thì mình quy tụ về để tu học. Còn mấy vị mà đã từng trụ trì hay là từng có chùa riêng thì mỗi năm cũng phải về đây an cư 3 tháng để quý thầy hướng dẫn, chứ còn không có thể mà tự ý ở các nơi không liên hệ gì với đây thì rồi sau này làm cái gì sai trái thì tôi không chịu trách nhiệm. Cho nên phải thường tới lui đây để tu học đầy đủ, chưa dám tuyên bố Vinny. Vinny thì còn một hai điều kiện tôi chưa làm được, Vinh Tăng là làm được rồi, tuyên bố hẳn như vậy cho quý vị biết. Tôi thì rất dễ mà cũng rất khó, nên làm cái gì ra cái ấy, tu rồi ra tu, chứ không có cái chập chững nữa, ở chùa nữa, ở nhà tôi không muốn. Cho nên nói cho rõ vậy cho tất cả chư tăng, ai có trách nhiệm gì thì phải biết rồi sắp đặt. Thôi tới đây xong. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Những bạch hòa thượng chứng minh vừa qua là những lời đạo từ của thầy đã chỉ dạy cho tất cả chúng con. Chúng con sẽ lấy đó làm ngọn hải đăng để nương về với Phật Pháp và Tăng dưới sự dìu dắt của thầy.